Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Ở tuổi 43, Minh Tuyết vẫn trung thành với hình tượng gợi cảm trên sân khấu và vẫn thành công như khi xác lập vị trí tại thị trường hải ngoại. Dù chiều cao khiêm tốn, song vòng 1, vòng 3 nảy lửa của Minh Tuyết đủ sức khiến khán giả liềm tim. Tự chấm điểm nhan sắc của mình, Minh Tuyết từng thừa nhận, tôi thuộc dạng nhan sắc trung bình, nghĩa là không quá xấu và cũng không quá đẹp. Giọng ca để cho em khóc không sở hữu gương mặt xinh đẹp khiến khán giả lưu luyến như đàn chị Như Quỳnh, song thân hình cô quyến rũ lạ lùng. Minh Tuyết tuy không cao nhưng thân hình khiến nhiều phụ nữ ao ước. Chẳng ai nghĩ một người đàn bà gợi cảm như Minh Tuyết từng có những khi tự ti về thân hình của mình. Cô từng nói, nếu chia cơ thể làm 3 phần, cô chỉ hài lòng với phần trên của mình và cực kỳ mặc cảm về đôi chân và vòng 3. Tôi cũng biết đôi chân và vòng 3 của mình rất xấu. Vì thế, mỗi lần lên sân khấu cô đều cố gắng che giấu đi, nhiều khi mãi che giấu chúng, khiến cô không thể tập trung vào bài hát. Ngôi sao hàng đầu của làng ca nhạc hải ngoại từng mặc cảm về đôi chân không dài. Song đó chỉ là thời cô còn ở trong nước. Mọi chuyện thay đổi khi cô sang Mỹ. Quan niệm cái đẹp của khán giả nơi đây đã làm cô chuyển hướng từ tự ti sang tự tin. Minh Tuyết sẵn sàng diện những trang phục khoe chân, khoe vòng ba nảy nở. Khán giả đừng bất ngờ khi Minh Tuyết có rất nhiều tấm hình chụp từ đằng sau. Vòng ba của cô không thể đọ với siêu vòng ba Kim Kardashian, song chẳng kém cạnh. Nếu so với vòng 3 chứ danh của Jennifer Lopez thì Jennifer Lopez chi tiền khủng để bảo hiểm vòng 3 nhưng Minh Tuyết chưa thấy lên tiếng về chuyện này. Minh Tuyết sở hữu vòng 3 nảy nở như nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí, Minh Tuyết cũng vướng nghi án giao kéo. Tuy nhiên, nếu những sao khác khiến fan tiếc hủi hủi vì sửa nọ, sửa kia trên mặt, trên cơ thể, còn Minh Tuyết không biết đã giao kéo những gì nhưng càng ngày càng đẹp lên, fan ra sức ủng hộ. Gương mặt cô từ chỗ không quá đẹp, không quá xấu như cô chấm điểm, nay gần như hoàn hảo, mặc dù trông hơi cứng. Gương mặt gợi tình của Minh Tuyết hiện nay là người của công chúng lại đứng trên đỉnh cao trong một thời gian dài, Minh Tuyết chú ý giữ gìn hình ảnh. Lần nào xuất hiện cô cũng khiến fan hài lòng với diện mạo chỉn chu và quyến rũ. Vẻ ngoài của Minh Tuyết tương thích với những bản tình ca da diết mà cô trình bày trên sân khấu. Bằng Tiêu từng nói vui, anh thấy hát với Minh Tuyết là hợp hơn cả. Không chỉ ở sự hòa quyện của hai giọng ca mà còn bởi chiều cao của cả hai đều xứng tầm. Minh Tuyết cùng người tình trên sân khấu, ca sĩ Bằng Kiều. Nếu khán giả để ý, trước đây nụ cười và khẩu hình khi hát của Minh Tuyết không đẹp, bởi hàm răng của cô hô nhẹ, không đều, màu răng xịn. Nay Minh Tuyết đã tự tin cười thoải mái, khẩu hình cũng đẹp hơn vì cô đã đầu tư nâng cấp hàm răng của mình. Nhờ nâng cấp hàm răng, nên Minh Tuyết cười hết cỡ vẫn xinh đẹp. Khi còn trẻ, Minh Tuyết sở hữu vòng eo gần như không mỡ thừa, khá săn chắc, cô thường xuyên khoe eo, khoe rốn. Ở tuổi 43, Minh Tuyết không khống chế được cân nặng nên không thể diện những trang phục khoe vòng 2. Bù lại, vòng 1 của cô phì nhiều chẳng thua eo ly trần. Minh Tuyết biết rõ lợi thế của mình, nên cô không ngại mặc những bộ váy tôn vòng 1 khiến khán giả phát sốt. Vòng 1 sexy chẳng kém eo ly trần. Lao động nghệ thuật chăm chỉ. Giọng hát tuy không đẹp nhưng tình cùng thân hình đồng hồ cắt đáng khao khát, Minh Tuyết là một trong những tên tuổi hàng đầu của làng ca nhạc hải ngoại nhiều năm qua. Sinh nhật vừa qua, cô chia sẻ niềm hạnh phúc khi nhận được sự quan tâm từ những khán giả trẻ yêu mến mình. Nhiều hoa và quà từ người hâm mộ mừng tuổi mới của Minh Tuyết. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.